Phút thứ 72, thủ môn Beneno phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thủ thành người Đức rời khỏi khu vực 16m50, Hồng ngăn chặn sớm một pha uy hiếp của đối thủ, nhưng đã lỡ dùng tay chơi bóng. Giống như tình huống trước đó của David Louis, trọng tài rất cương quyết đuổi thủ môn Arsenal ra khỏi sân. Beneno chỉ là thủ môn thứ hai bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu tại Premier League cho Arsenal sau khi David Seaman ở trận đấu với West Ham vào tháng 11 năm 1993. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Bóng đá luôn được biết đến với những màn thi đấu cực kỳ hấp dẫn và nảy lửa. Thế nhưng môn thể thao vua không chỉ có thế, xung quanh nó còn ẩn chứa rất nhiều những khoảnh khắc kỳ lạ, đôi khi là ngu ngốc đến mức khó lý giải. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những sự cố cực kỳ hài hước trên sân bóng đã được tổng hợp lại nhé. Đây là hình ảnh được ghi lại trên sân Emirates và sau đó đã được lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Thay vì theo dõi những diễn biến trên sân, anh chàng cổ động viên này lại lấy khẩu trang để bịt mắt và ngủ một giấc ngon lành trên khán đài. Lý do được đưa ra là Arsenal thi đấu quá tệ và khiến những fan hâm mộ của mình không đủ kiên nhẫn để theo dõi. Dù là một hình ảnh vui, thế nhưng đây là tiếng chuông báo động cho việc pháo thủ đang ngày càng đi xuống. Những cổ động viên lâu năm của Premier League có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc cực kỳ hài hước này của Phil Jones. Trong nỗ lực theo kèm Olivier Giroud, trung vệ người Anh đã bị mất thăng bằng và ngã xuống sân. Thế nhưng số 4 của MU khi đó vẫn cố lết chân và cố dùng đầu của mình để ngăn cản Giroud. Mặc dù nỗ lực của Phil Jones là rất đáng khen, nhưng biểu cảm khuôn mặt cùng động tác của anh khiến cho người xem không thể nhịn nổi cười. Vardy đã từng một lần bị nhận thẻ vàng vì đá gãy cột cờ góc trong khi ăn mừng. Rút kinh nghiệm sau tình huống đó, lần này chân sút người Anh đã tiết chế hơn trong pha ăn mừng của mình. Sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool, Vardy đã chạy đến rút cột cờ góc và thực hiện động tác gãy đàn giống như một nghệ sĩ guitar điện. Quả thực, không chỉ giỏi ghi bàn, ngôi sao của Leicester City còn rất sáng tạo trong cách ăn mừng của mình. Leno vốn được biết đến là một trong những thủ môn hàng đầu tại Premier League và rất ít khi mắc sai lầm. Thế nhưng ngay trong giai đoạn khó khăn của Arsenal, thủ thành người Đức lại trở thành tội đồ của đội bóng. Mặc dù không quá nguy hiểm, thế nhưng Leno lại bất ngờ lao ra khỏi vòng cấm và dùng tay để cản phá bóng. Mặc dù là một pha chơi tay khá kín, thế nhưng trọng tài vẫn phát hiện ra và tặng cho Leno một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. sẽ không quá lười khi nói rằng Wayne Rooney là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Vì thế không quá khó hiểu khi gã Fred là thần tượng của rất nhiều cậu bé tại Anh Quốc. Mặc dù là mascot của câu lạc bộ Swansea, thế nhưng cậu bé này có vẻ là một fan cứng của Rooney. Được đứng cạnh huyền thoại của MU trong đường hầm, cậu bé này mắt chữ A, mồm chữ O, như không tin nổi vào mắt mình vậy. Rõ ràng hàng thủ của Manchester United đã không chơi tốt trong tình huống này, thế nhưng đối thủ của họ hình như cũng không muốn ghi bàn. Một mình tiền đạo Haller đã vượt qua cả thủ thành Dean Henderson và khiến cho Maguire ngã sóng xoài trên sân. Tuy nhiên, ngay ở lúc chuẩn bị tung ra cú dứt điểm, chân sút của West Ham lại trượt chân khá ngớ ngẩn và bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn. Những sân cỏ hiện đại tại Premier League thường có hệ thống phun nước ngầm được giấu ở dưới mặt sân thay vì dùng vòi trực tiếp. Rõ ràng đây là một trang bị cực kỳ hiện đại và tân tiến mà không phải sân nào cũng được trang bị. Thế nhưng hiện đại quá thì cũng có lúc gây ra phiền phức. Ngay khi trận đấu giữa Bournemouth và Wolves đang diễn ra, hệ thống phun nước bất ngờ được bật lên. Điều này đã khiến cho mặt sân bị ướt và khiến cho trận đấu bị gián đoạn giữa chừng. Có lẽ chưa có một đội ngũ y tế nào lại có thể tạo ra được tình huống dở khóc dở cười như thế này. Không cần dùng cán, ban tổ chức sân đã trang bị hẳn xe điện để vào cấp cứu trong sân. Tuy nhiên, khi mà chưa giúp gì cho cầu thủ thì đội ngũ y tế lại gây hại hơn nữa. Chiếc bánh của ô tô điện đã chèn hẳn qua cổ chân của cầu thủ đang bị thương và khiến cho anh chàng này rất đau đớn. Có vẻ như chưa hết chấn thương này thì cầu thủ số nhỏ này lại phải gặp một chấn thương nặng khác. Sau tình huống sau đây, đội ngũ y tế quả thực rất xứng đáng để bị đuổi việc. Mặc dù là hai người đàn ông to khỏe, thế nhưng họ lại rất chật vật trong việc khiêng một cầu thủ khác rời sân. Chưa dừng lại ở đó, một nhân viên y tế còn tuột tay và khiến cho cầu thủ nằm trên cán ngã rất mạnh xuống mặt cỏ. Quá bực tức với cách làm việc tắc trách này, một người đồng đội đã phải bế cầu thủ chấn thương ra khỏi sân. Rõ là muốn câu giờ hay là fan của đối thủ mà hai nhân viên y tế này đã có một màn khiêng cán cồng kềnh nhất trong lịch sử bóng đá. Chật vật trong việc đưa cầu thủ lên cán, hai nhân viên này còn lời qua tiếng lại đối với cầu thủ bị chấn thương. Sau đó cả hai còn trượt chân và làm ngã cầu thủ xuống sân một cách rất cố tình. Có lẽ thật khó để những hình ảnh như này xuất hiện trong một giải đấu chuyên nghiệp. Những tai nạn vừa rồi quả là đã cho chúng ta có được cái nhìn rất khác và không kém phần thú vị của bóng đá, phải không nào? Nếu thấy video hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.